Văn Hậu và Doãn Hải My chụp ảnh cưới. Cách đây ít hôm, hậu vệ người Thái Bình cùng vợ sắp cưới Doãn Hải My đi chụp ảnh cưới tại làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Cặp trai tài gái sắc diện áo dài trắng thực hiện bộ ảnh mang phong cách hoài niệm. Hình ảnh hậu trường chụp ảnh cưới của đôi uyên ương do một người hâm mộ hé lộ. Một nguồn tin cho biết đám cưới của Văn Hậu và Hải My sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 11. Văn Hậu và Hải My tìm hiểu nhau từ năm 2020 nhưng tới 2022 mới công khai tình cảm. Hôm 17 tháng 9, Văn Hậu thông báo đã cầu hôn thành công người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Đến ngày 20 tháng 10, cả hai đi đăng ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Văn Hậu sinh năm 1999, có sự nghiệp vững chắc, là lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ trái tại câu lạc bộ Công an Hà Nội và đội tuyển quốc gia. Ở mùa giải trước, anh góp công giúp Công an Hà Nội giành ngôi vô địch V-League 2023 ngay ở mùa đầu tiên thăng hạng. Hậu vệ người Thái Bình đã mua được nhà ở Hà Nội và sắm siêu xe. Hải My sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Cô được nhiều người biết đến khi vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Bên cạnh công việc người mẫu, Hải My còn kinh doanh, là người sáng lập một hãng mỹ phẩm dành cho nam. Văn Hậu dính chấn thương gót chân ở mùa giải trước. Huấn luyện viên Trần Tiến Đại cho biết anh cần từ 4 đến 6 tuần nữa mới có thể thi đấu trở lại cho Công an Hà Nội ở V-League 2023-2024.